Ngày 26 tháng 12, Công an xã Ely, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kịp thời phát hiện xử lý 6 em học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ để bán kiếm lời vào dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Theo đó, 6 em này đang là học sinh từ lớp 5 đến lớp 7 của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Ely, huyện Krông Bắc. Theo thông tin ban đầu, các em học sinh này đã lên mạng xã hội YouTube học cách chế tạo pháo nổ. Sau đó, 6 em góp tiền đặt mua hóa chất trên các sàn thương mại điện tử. Sau khi mua hóa chất về, các em vào YouTube xem hướng dẫn và cùng nhau thực hiện chế tạo pháo. Mục đích chế tạo pháo là để đốt vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ngoài ra, các em còn bán lại cho các bạn học cùng trường. Mỗi viên pháo tùy kích thước sẽ bán từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng. Rất may, sự việc được lực lượng công an xã Ely phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Khám xét nơi ở của 6 em học sinh, công an thu giữ 3,5 kg hóa chất và 56 viên pháo tự chế cao từ 5cm đến 20cm.